Võ Thị Sáu, người anh hùng bất tử, trước vách trường luôn vẫn nở nụ cười tươi, chỉ ngã xuống cùng màu hoa trắng, đẹp thêm trời cung đảo Hà Dương. Chị Võ Thị Sáu gan dạ kiên cường trước kẻ thù, nhưng thật hồn nhiên và yêu đời tới giây phút cuối cùng, đã in sâu vào trong lòng biết bao thế hệ trẻ Việt Nam. Từ những trang sách đầu tiên khi cấp sách tới trường, người thiếu nữ hy sinh khi tuổi đời còn phơi phới, nhưng tinh thần đấu tranh của chị sẽ mãi mãi sống đời. Rồi bắt đầu lên thắp nhang. Một chút nữa là tổ một lên trước nha. Lên thắp nhang xong đi đường kia về lớp luôn. Nói đuôi luôn, cắm ở phía sau. Nói đuôi. Chậm nha. Cắm phía sau này, phía sau nó còn trống. Đức ơi, em lên em chỉnh mấy cây nhang của mấy tụi nhỏ giùm anh này. Nó cầm bây giờ nhít. Rồi tới em đó.